Chị Bé Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay thì chị Bé Đỏ và các bé chúng ta sẽ cùng với công chúa Baby Eye đi spa và thử trải nghiệm cho công chúa Baby Eye nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt spa cho công chúa Baby Eye nha. Dụng tại sao thì chúng ta phải đắp mặt nạ không nào? Khi chúng ta đắp mặt nạ thì da mặt của chúng ta sẽ trở nên mịn màng và trắng hơn. Và tương tự như thế, chúng ta cũng sẽ đắp mặt cho bạn của công chúa Baby Eye nha. Các bé có biết tại sao chúng ta phải đợi sau khi hết thời gian thì chúng ta mới được cho công chúa Baby Eye nha. Chị Bé Đỏ biết với nào. Wow, và bộ bikini này màu thì rất là sặc sỡ luôn, màu xanh phải không? Rồi, chị Bé Đỏ sẽ chọn bộ bikini có màu như thế này cho bé nhé. Yeah.
đó, chúc các bé cũng sẽ có một ngày vui vẻ như công chúa Baby và bạn của mình nha. Còn bây giờ chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.